Sao không? Em xin lỗi anh, em say hơi lố. Chà, đồ mới nữa ha. Dạ, anh thấy đẹp không? Đẹp, mà hơi nực thôi. Đang mùa hè mà mặc đồ nực dữ em. Trời ơi, anh không biết gì hết á. Đây là cái style ở bên Hàn Quốc á anh. Hàn Quốc người ta mặc vậy nè anh, thấy đẹp không? Biết là style Hàn Quốc rồi, nhưng mà xứ người ta là xứ lạnh, còn mình xứ nóng mặc vậy nực chết. Trời ơi, đối với em á, đẹp là không có nóng nực gì hết á. Mà công nhận nha, làm ở công ty anh, đó là một sự đúng đắn của em nha. Chỉ có anh mới nhận ra được cái sự thay đổi mỗi ngày của em. Anh thấy á, là em cũng đầu tư vô cái chuyện trang phục quá ha. Một tháng 30 ngày em mặc hết 60 bộ đồ, sáng 1 bộ, chiều 1 bộ. Hỏi sao mà ai không nhận ra sự thay đổi của em. Nhiều khi á, em thấy em đầu tư quần áo á, mà nghĩ là muốn sạch nghiệp luôn á. Ừ, mà anh thấy em toàn mặc đồ hiệu không à? Rồi tiền lương có đủ để phục vụ cho quần áo của em không? À, em làm ở công ty mình á, lương thì nó cao so với nhiều công ty khác. Nhưng mà đối với em á, là nó không có đủ. Anh coi vậy đó, chưa một bộ đồ á, mà nó gần bằng tháng lương công ty mình luôn anh. Được rồi. Nhưng mà em có dự trù, em tính hết là em tìm thêm một cái công việc bên ngoài, đó là bán hàng online tại nhà. Nó mới hở đủ để em chi tiêu, để em có thể thay đổi style mỗi ngày. À, vậy là có làm thêm nữa ha. Dạ. Anh rất là khuyến khích cái chuyện mà mình biết phấn đấu để làm ăn kiếm tiền ha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, hôm nay vô khoe đồ mới thôi hả? Trời quên. Đây là cái bảng chi lương tháng này, anh xem qua rồi ký giúp em nha. Ừ. Sao vậy? Dạ em làm rớt cái gì? Để anh nhặt cho. Trời, mặc đồ giống như những khúc giải vậy, nhặt khó khăn chết. Nè, cũng của em nè. Dạ em cảm ơn anh. Rồi. À, bà Thảo nè, có cái này anh muốn nói. Dạ. Gần đây á, kinh tế đang bị suy thoái, công ty của chúng ta bị ảnh hưởng cũng rất nhiều. Nhưng mà các bạn nhân viên đang làm việc rất là tốt. Em cố gắng á, nói các bạn giữ vững phong độ làm việc giùm anh. Nếu như các bạn có gặp vấn đề gì, các bạn có muốn nghỉ phép á, thì em cứ duyệt cho các bạn nghỉ, đừng làm khó các bạn nhé. Dạ, em biết rồi. Rồi, đi. Dạ. À, cảm ơn em. Dạ, em xin phép. Ừ. Sao rồi? Giờ này công việc ổn định chứ? Nhờ anh giúp đỡ mà em thấy cuộc sống em nó có ích hơn anh. Rồi, công việc ổn định là được. Em cố gắng hỗ trợ công ty giúp anh. Tại vì hiện tại đang suy thoái kinh tế, công ty đang ảnh hưởng rất nhiều, em cũng biết mà đúng không? Dạ. Anh yên tâm đi, mấy cái việc mà anh giao cho em á, em sẽ cố gắng hoàn thành. Mà anh ơi, đợt này chắc em về tỉnh vài bữa để em coi cái công trình mình ở dưới còn sao. Dạ. Nè, anh coi nè, tháng nào cũng đi to 1 tỷ mấy tiền lương, nhưng mà tiền đầu vào thì ít quá. Anh An nè, không ấy anh giảm lương em đi. Giảm lương của chú thì được bao nhiêu tiền, chứ không lẽ có mình lương của chú mà tôi không lo được hay sao? Ủa, có chuyện gì anh? Ủa sao lương mỗi tháng lại chênh lệch nhiều như vậy ta? Lẽ công ty mình có chuyển đổi mà mình không biết anh? Không có. Nhân viên khen thưởng thì không có, mà tăng lương nhân viên á thì cũng không có biến động nhiều đến như vậy. Nè, theo bên phòng nhân sự á, bộ bên đó đang tuyển thêm người hay sao? Là không có, chỉ có giảm chứ đâu có tăng đâu anh. Nè em coi nè, từ tháng 1 đến tháng 8 nè, mỗi tháng mức lương chênh lệch 200-300 triệu. Sao lại nhiều như vậy được? Kỳ ta. Để anh xíu. Alo, Hạnh hả? Em ơi, em kiểm tra lại cái ủy nhiệm chi lương của bên anh giùm cái ơi. Em coi em kiểm tra lại xem em có chuyển nhầm hay là em có thao tác sai ở chỗ nào không? Dạ không có đâu anh. Giấy kế toán của công ty anh đưa qua mà tự viết, tự điền theo đúng bản lương anh ký. Mà bên em có chụp hình lưu giữ bản photo còn nguyên mà anh. Mà anh có lấy không em gửi cho? À thôi được rồi. Tại vì anh thấy sau lương mỗi tháng là chênh lệch nhau nhiều, mà trong khi nhân sự của anh thì không thay đổi. Anh nên xem kỹ ủy nhiệm chi của mình cho chính xác chưa nha. Hiện tại công ty của anh là có 328 nhân sự á. Ủa sao 328 nhân sự? Bên anh có 325 nhân sự mà. Giấy tờ em nhận là 328 hả anh? Rồi thôi được rồi, cảm ơn em. Có chuyện gì anh? Có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tiền lương mỗi tháng bị dao động.
Cái vấn đề thứ hai là công ty mình chỉ có 325 nhân sự thôi, nhưng mà bên ngân hàng báo nhận ủy nhiệm chi là 328 nhân sự. Anh cho em hỏi cái này nè. Mỗi khi mà tới tháng phát lương á thì có bao nhiêu người tới ngân hàng? Có mình Thảo à? Em đi về công ty, em là trưởng phòng nhân sự, gọi thêm trưởng phòng kế toán là Thảo lên gặp anh. Dạ. Ê, hai, đây nè. Trời đất ơi, làm gì mà lâu dữ vậy? Kêu đồ ăn chi nhiều quá vậy? Mấy hôm nay tao thức khuya, tao luyện phim, chơi game này nọ, ngủ không có đủ giấc. Gớm thiệt chứ. Mà nè, anh đừng nói với tôi là anh lấy ba cái tiền của tôi rồi xài linh tinh vô ba cái game của anh đi nha. Tiền đó là của tao, của mày hồi nào? Vô duyên tôi muốn xài tao xài chứ. Rồi anh chuyển tiền vô hai tài khoản của tôi chưa? Từ từ, hồi sáng á, tao mới ra ngân hàng mở thêm cái hạn mức chuyển khoản. Mày biết không, bây giờ á, đừng có rút tiền mặt ra, đi đường mất công nó giật á. Thôi anh chuyển đi cho nóng. Khoan, mà bảo cho mày biết nha, 200 triệu lần này tao chỉ lấy 20 triệu thôi đó. Cái gì? Anh ăn ở không ở nhà, nằm không có làm gì đâu mà lấy chỉ 20 triệu vậy? Ừ vậy thôi mày nhờ người khác làm đi, đừng nhờ tao nữa. Mày mốt bể chuyện ra cho mày đừng có nói. Nè, cái mẹ anh xui xui vừa phải thôi. Thôi được, 20 thì 20, chuyển lẹ đi. Phải vậy chứ. Rồi đó, kiểm tra đi. Không, qua rồi nè. Ê, nhưng mà tao có một cái thắc mắc nha. Không lẽ là cái thằng giám đốc của mày á, nó đến nỗi mà nó không biết chuyện gì hết hả? Bởi vậy, tôi nói á, anh với tôi cùng cha cùng mẹ sinh ra mà nó khác nhau hẳn luôn á. Cái đó là cả một tuyệt kỹ. Không, nhưng mà tao vẫn thắc mắc. Có nghĩa là mày làm trong cái khoảng thời gian dài như vậy mà nó không phát hiện luôn hả? Tôi nói cho anh biết, muốn làm như vậy đúng không? Thì trước tiên anh phải xây dựng cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo. Trong công ty lúc nào cũng là vị trí nhân viên xuất sắc. Quá giỏi. Công nhận tao có con nhỏ em gái đáng đồng tiền bắt gạo thiệt chứ. Mày coi á, làm thêm mấy vố đó đi, kiếm sương sương khoảng 300 triệu nữa, đủ tiền cho tao mở xưởng xe ra được rồi. Thôi, từ từ đi. Tôi đang trả cái căn penthouse kia gần xong rồi, nhắm chừng là cũng gần 10 tỷ rồi đó. Để tôi làm thêm mấy vụ nữa, rồi cuối tháng này tôi out công ty luôn. Tao thấy cũng đúng. Mày coi á, hốt được nhiều hốt, hốt nhanh hốt lẹ xong rồi out đi. Chứ ở lại á, nếu mà bể chuyện ra, mày đi bốc lịch cũng mệt á. Nữa, cái miệng cũng ăn mắm ăn muối, biết đòi. Đợi xíu. Alo. Dạ liền luôn hả? Dạ em biết rồi. Em đi trước nha. Khoan, có chuyện gì vậy? Chưa ăn xong mà. Không biết công ty kêu giờ họp gấp có chuyện gì nữa nè. Ê, có chuyện gì á là phải báo tao biết liền nghe chưa? Em biết rồi, mà có khi á cái miệng của anh xui thiệt á. Đổ thừa hoài nhỏ này. Đi trước à? Em tính tiền rồi đó. Thôi kệ đi. Dạ, em chào mọi người. Có chuyện gì mà mình họp gấp vậy anh? Em cứ ngồi đi rồi mình họp. Dạ. Ừ. Em có thể gửi lại cho anh bản lương mà anh đã ký ủy nhiệm chi không? Dạ, hồi sáng em đi chuyển lương á, em để quên cái bộ hồ sơ dưới xe rồi. Mình cần gì gấp lắm hả anh? À, vậy anh Cường. Đây là bản lương copy mà anh mới lấy về từ ngân hàng. Em giải thích giùm anh coi, tại sao lương tháng này lại đội lên đến 200 triệu so với những tháng trước? Và những tháng trước mỗi tháng đều chênh lệch với nhau. Nếu như thời gian trước công ty chúng ta nhân sự có ra có vào, chúng ta không kiểm soát được, anh không nói. Nhưng mà dạo gần đây suy thoái kinh tế, công ty chúng ta bị ảnh hưởng, nhân sự chỉ có cắt giảm chứ không có thêm. Vậy thì tại sao lương lại tăng? Em giải thích cho anh nghe. Dạ, sao em biết được anh là người ký duyệt chi? Anh Cường,
Dạ anh, ba người này nè anh, không có nằm trong công ty nhưng mà có nằm trong bảng lương từ năm ngoái cho tới năm nay. Nguyễn Chí Hưng, Nguyễn Chí Hùng và Nguyễn Chí Thiện, ba người này là ai, làm ở bộ phận nào? Em làm kế toán, anh đi hỏi bộ phận nhân sự đi, sao em biết được? Vậy anh Cường, anh bên bộ phận nhân sự đó, ba người này là ai? Dạ anh An, em gửi cái bản nhân sự này qua kế toán á, thì bên kế toán báo là ba người này không có nằm trong công ty. Thảo, em là kế toán trưởng đó, em giải thích giùm anh nghe coi như thế nào. Mệt quá, bây giờ mấy anh ép tôi đúng không? Bây giờ mấy người không tin tưởng tôi đúng không? Vậy thì tôi nghỉ từ hôm nay. Đứng lại, đây là công ty chứ không phải là cái chợ. Mà muốn làm thì làm, mà muốn nghỉ thì nghỉ. Nếu như em muốn nghỉ anh vẫn sẽ cho em nghỉ. Nhưng mà trước khi nghỉ, anh muốn mời em coi cái clip này. Mặt quấn nguyên cây vải rồi lụm đồ chạy chết. Đây, đây là clip lúc em đưa cho anh bản lương tháng này để anh ký ủy nhiệm chi. Lúc đó em có làm bộ đánh rơi một cái bút, anh đã cố xuống nhặt giùm em. Và trong lúc anh nhặt đồ cho em thì em đã tráo bản lương có ba người này ở trong đó. Và hình như anh nhớ là tháng nào khi mà ký ủy nhiệm chi bản lương, em cũng làm một cái trò gì đó để đánh lạc hướng anh. Bây giờ em mới nhớ ra. Đúng, cái sai của anh là anh không kiểm tra lại. Nhưng anh biết tại sao không? Tại vì anh tin tưởng em đó. Rồi bây giờ em còn gì để nói không? Cái clip này cũng có nói lên hết được gì đâu. Với lại anh là người ký duyệt chi mà. Vậy thì bây giờ anh và em cùng chiếc clip này đi lên trên công an, xem trên đó người ta giải quyết em như thế nào. Anh nghe nói là biển thủ hay là chiếm đoạt mười mấy tỷ, đi cũng hơi xa đó. Mà nhiều khi đi còn không về luôn đó Thảo. Cái gì? Chưa tới 10 tỷ mà anh. Đừng khai ha. Anh Cường, tập hợp lại toàn bộ hồ sơ của cô Thảo rồi cùng tôi lên công an. Dạ. Anh em chuyển tiền lại cho công ty á. Anh hai cho em lần này đúng không anh? Tại vì em cũng khó khăn quá anh. Em khó khăn hả? Biết, anh biết khó khăn của em chứ. Khó khăn của em á là hàng ngày phải suy nghĩ coi mình mặc những cái đầm nào, những bộ đồ nào thật đẹp để đến công ty. Em yên tâm, lần này á anh sẽ giúp em không còn khó khăn chuyện đó nữa. Em không cần phải suy nghĩ xem ngày hôm đó mình mặc đồ gì. Tại vì á, trong đó chỉ có một loại đồ thôi. Anh Cường, đi. Dạ. Có chuyện gì anh? Có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tiền lương mỗi tháng bị dao động. Cái vấn đề thứ hai là công ty mình chỉ có 325 nhân sự thôi.